Xin chào các bạn ha. Hôm nay team mình cũng vừa làm xong cái hệ thống XRC. Hệ thống này dùng để tạo ra các RC từ DCOM. Mình cũng có một số kinh nghiệm trong quá trình làm, cũng như muốn chia sẻ với các bạn cách build nó như thế nào. Đồng thời thì nếu mà các bạn quan tâm thì có thể liên hệ bên mình cài đặt và hướng dẫn làm một trọn gói. Thì mình xin giới thiệu một chút về cái RC 4G ha. Tại sao mình phải build cái RC 4G này? Thì như trước đây thì anh em thường hay mua RC ở trên mạng hoặc là sử dụng RC xe. Thì RC trên mạng anh em mua thì nó nguồn gốc nó từ đa phần là từ từ máy chủ, từ cái máy VPS nó cấu hình xong nó bán cho mình. Thì IP đó nó giới hạn, tức là nó có không có phải là lúc nào nó cũng phải muốn đổi IP mới là đổi được. Và IP đó nó có thể nó share cho nhiều người, nó bán cho nhiều người, anh em cũng không biết. Ví dụ như anh em xài Facebook đi thì nó có thể là nó bán RC cho Instagram, cho Pinterest hay gì đó, thì cái nguồn gốc IP đó nó trở nên càng ngày càng sử dụng càng ngày nó sẽ trở nên xấu đi. Đó. Thì mấy anh em nuôi càng về sau thì nó sẽ gây ra chết ạt và chết bôi nhiều. Thì mình tại sao mình sẽ build RC 4G này? Thì cái 4G này mình thấy ở trên thế giới người ta build cũng rất là nhiều, người ta bán rất nhiều. Thì cái ví dụ như RC bình thường giá nó khoảng 1 đô một con đi ha, thì cái RC 4G nó phải giá qua từ 50 đến 90 đô một con. Thì về Việt Nam mình build bằng Dcom với lại sim thì giá rất là tốt rồi. Anh em có thể tự chủ động kinh phí, mình thích xài mình gắn sim mình xài, mình nạp tiền tiền mình xài, mình không thích thì mình tắt nghỉ. Nói chung là cũng đơn giản. Khi nào không dùng nữa thì mình thanh lý mấy con USB cũng rất là dễ dàng, tại vì cái nhu cầu mua USB này rất là cao. Hiện tại thì nó rất là cháy hàng, mình cũng quen trong mấy cái mối lớn nên là có gì anh em mua ủng hộ thêm. Vì cái hệ thống 4G thì nó cũng build rất là khó nên là team cũng dành rất là nhiều thời gian để nghiên cứu và làm. Thì đây nó cũng là một cái thành công mà ở Việt Nam mình cũng rất ít cái hệ thống làm được. Thay vì anh em trước đây ấy, mình một cái máy mình chỉ xài một cái Dcom như này rồi xong cái mình gắn vô và phần mềm nó tích hợp rồi nó đổi IP thì nó chạy được con luồng thôi. Thì cái số lượng ạc mình nuôi nó cũng ít, cũng hạn chế, và mình phải mình để cái máy nó không chạy được tối ưu cái công suất của nó. Thì để dễ thay thế thì anh em cùng một số anh em khác cũng tìm cách để dùng nhiều pin bằng cách là cài nhiều cái máy ảo á. Thì mỗi cái máy ảo sử dụng một cái USB mình cắm vô. Thì vì cắm như vậy á, thì dẫn đến mỗi cái máy ảo nó sẽ tốn rất là nhiều cái resource trên cái máy chính của mình. Tốn nhiều cái resource, mà đồng thời là mỗi cái máy ảo của mình như vậy là mình phải cài thêm một cái phần mềm tốn thêm cái key, tốn hơn cái license ở trên đó nữa, nó không có tiện dụng cho lắm. Thì cái hệ thống này sinh ra để giải quyết được hết tất cả các cái vấn đề trên. Thì đó, thì mỗi tất cả các video cơm này mình chỉ cần cắm vô trong cái thiết bị này rồi nó sẽ tạo ra RC, và mình chỉ sử dụng trên một cái máy tính nào bất kỳ trong cái mạng LAN này. Mình có thể là share cái RC này ra ngoài internet ha, tức là các bạn có thể là để cái hệ thống này ở một cái nhà nào đó ha, rồi mình sử dụng ở một nơi khác, vì mình chỉ cần internet qua cái router nhà mình là có thể sử dụng được mọi nơi ha. Rất là đơn giản và tiện dụng. Thì phần cứng nó cũng đơn giản lắm các bạn. Thì nó có những cái thành phần như sau. Nhất là mình có một phần cứng là gọi cái box box mini. Cái box mini này nó thay cho cái PC như là cái hỏng trước đây tụi mình đã từng xây dựng. Thì cái PC của mình nó sử dụng nó tốn điện hơn và nó cũng không có linh động, tại vì khi mà các bạn di chuyển hoặc là các bạn
đem cái thiết bị ra một cái nơi khác gần, không có gần cái chỗ mình ngồi á. Đó, cái sóng của 4G nó cũng thực sự nó cũng không tốt cho sức khỏe của mình cho lắm, nên là nên hạn chế ngồi gần nó. Thì với cái này nó tiện lắm, tức là mình chỉ cần gắn một cái sợi dây mạng ha, gắn một cái dây mạng, hoặc nếu là anh em nhà nào có cái router, có cái router nó xa quá thì mình có thể mình kéo cái dây nó dài ra một chút, rồi mình treo cái thiết bị này lên ở một cái nơi nó không có gần cái chỗ mình ngồi, mà mình chỉ cần gắn mấy cái USB vào và cứ thế mình sử dụng thôi. Thì cái bộ linh kiện thứ hai mà mình muốn nhắc đến đó là cái hub USB và USB. Thì sở dĩ là cái để mình cắm được cái nhiều cái decom ở trên cái thiết bị phần cứng này á, thì mình cần phải có hub. Thì thường ấy thì cái hub nó khoảng 7 bọt, các bạn mua cái loại của Orico á, thì nó có hai loại là cái loại USB 3.0 và USB 2.0. USB 2.0 thì tốc độ nó cũng tốt, tại vì tốc độ nó cũng 480 Mbit, thì mình chia đều cho các USB thì nó cũng cho được cái tốc độ tối đa rồi. Nên là anh em nếu mà khá giả thì có thể mua luôn cái hub 3.0, thì sau này mình dùng được nhiều việc khác nữa. Không, 2.0 mình thấy cũng chạy cũng ổn. Thì với mỗi cái decom như vậy thì nó sẽ cho ra cho mình một cái bọt redoxy. Mỗi một con redoxy là tương ứng một con decom. Cứ vậy mà mình dùng, mình chia để mình nuôi ạ. Này nó cũng tiện dụng đó các bạn. Khi mà mình dùng á, thì anh em mà không có nhiều kinh nghiệm á, thì mình chỉ cần mua USB về xong cái mình cắm vô cái hub này là xong à. Cứ mỗi lần mình cắm nó sẽ tự động nó sinh ra một cái bọt mới để cho mình sử dụng. Mình cũng không có cần phải cài đặt gì nhiều á, mình chỉ cần cắm vô là có bọt. Nó rất là dễ xài. Thì cái hub này á, và cái hệ thống này á, nó không phải chỉ chạy cho mỗi cái USB ra 4G này không, mà nó còn xài được cho các loại USB đời cũ nữa. Ví dụ như mấy con Viettel hay là USB gạch zin, thì mấy con đó đều sạch bọt hết. Thì đây mình á, thì mình chỉ demo ở đây có mấy con ra, tại vì á những cái thiết bị này nó cũng rẻ, tương đối rẻ, giá nó cũng cao hơn mấy con USB 3G cho máy, nên là anh em cũng rất là thích xài cái da này hơn. Thì mình cũng khuyến cáo nếu mà anh em nào mới á, thì mình nên mua luôn mấy con da này tiện, vì tốc độ của nó cao, tốc độ nó cao lên tới 50 60 Mbit, ngang với cáp quang nhà mình luôn. Thì với tốc độ đó thì so với con USB 3G thì nó gấp 10 15 lần rồi. Do là tốc độ nó cao vậy á, thì mình có thể sử dụng một cái bọt mà mình sử dụng cho rất là nhiều ạ. Thay vì trước đây ấy, một cái con đi cơm ấy, anh em chạy với chừng một hai luồng là nó đã chạy hết cái băng hông rồi. Thì với cái đi cơm này mình có thể chạy được 10 15 luồng, nhiều rồi có khi là có thể là ít hơn. Nói chung là mình cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi ạc cho lắm, nhưng mà với một con da này nó thiết kế sử dụng cho 10 thiết bị là chuyện bình thường, nên là việc sử dụng cho 10 luồng thì mình thấy nó cũng không có vấn đề gì hết. Thì cái phần tiếp theo mình muốn nói là cái phần nguồn cho những cái decom mà cái box này, cái nguồn nó cũng rất là quan trọng các bạn. Vì cái nguồn này nếu mà nó không có ổn thì dẫn đến là nó dễ bị hư, cái tuổi thọ của cái USB nó cũng không có kéo dài được. Cái nguồn nó nuôi con USB này nếu mà nó không ổn thì dẫn đến dễ bị sụt nguồn và nó dẫn đến nhanh hỏng thiết bị hơn. Thì về nói về nguồn thì anh em cũng có thể là dùng các loại của cái máy cũ sạc của Samsung, cũ sạc trên điện thoại của mình xài cũng được. Nhưng mà mấy cái loại đó thì cái dòng nó cũng hấp, nên là mình khuyến cáo anh em nên tự build nguồn. Thì bên mình cũng cung cấp các loại nguồn xung, nguồn này nó rất là tốt. Thì
giá nó cũng rẻ lắm bạn, vẫn bill thì mấy cái linh kiện này kia trên dưới 100.000 thôi, nhưng mà xài rất là ổn định. Cái nguồn này, ví dụ nguồn này nó cho ra công suất là dòng là 5 ampere, thì 5 ampere mình có thể nuôi được 10 15 cái GP thì rất là ổn định luôn. Thì anh em mua trong cái đợt đầu này mình team mình cũng tặng luôn cho các bạn, để các bạn không phải đi kiếm nguồn rồi sử dụng, cho nó cũng không có đạt được hiệu quả cao cho lắm. Thì phần cứng nó cũng có như đó thôi, nhưng mình giới thiệu sơ qua thì khi mà em mua của bên mình thì mình sẽ đắp toàn bộ xong mình giao mình ship luôn, thì rất là đơn giản cho anh em nào không có thời gian, hay là anh em nào không có rành về cái hệ thống này, hoặc là các bạn cũng có thể tùy chọn thôi, tức là các bạn tự mua húp này ha, các bạn tự mua USB. Nguồn thì bên cần thì bên mình bán, không các bạn tự build tự mua luôn cũng được. Và bên mình sẽ bán cái thiết bị này kèm phần mềm và được cài đặt sẵn hết luôn rồi, mình đem về mình cắm là mình dùng thôi. Thì cái phần tiếp theo là mình sẽ demo cho các bạn thấy là cách sử dụng nó như thế nào, tức là cách mình cắm USB vô rồi bọt nó sinh ra như thế nào. Thì để hình dung hơn thì mình xin phép được quay được một đoạn clip cho các bạn coi cái quá trình mà cái bọt nó cắm vô rồi liên hệ lên cái trang giao diện web mình quản lý như thế nào nha. Rồi. Thì đây là cái giao diện web mà bên mình build để quản lý các hệ thống Hydroxy này. Thì khi các bạn cắm vô á, thì cái danh sách thiết bị nó sẽ được hiển thị ở trên cái màn hình này ha. Bạn dễ dàng nhận biết được là thiết bị nào được cắm và nó sinh ra được cái bọt Hydroxy như thế nào, và trạng thái kết nối nó đã thành công hay thất bại, hay do sim gì đó nó không kết nối được thì nó cũng hiển thị lên đây. Rồi. Để demo thì mình đây là mình đang đang cắm sẵn các USB rồi, nên là nó đã lên hết và nó hiển thị xanh như này. Thì bây giờ mình thử mình rút ra ha, mình rút ra. Rồi, mình rút. Khi mình rút ra thì cái giao diện nó sẽ tự động nó cập nhật. Đó. Nó sẽ cập nhật cái danh sách thiết bị mà nó đang quản lý còn hay không, hay là nó đã mất rồi. Rồi thì mình khi mình rút ra rồi thì nó không còn thiết bị nào. Bây giờ mình bắt đầu mình cắm ha, mình sẽ cắm thiết bị vô, mình cắm cái các đĩa cơm vô. Các bạn quan sát trên màn hình thì sẽ tự động nó nhận diện và nó sẽ tạo cái bọt Hydroxy tương ứng cho mình. Sử dụng đơn giản lắm các bạn. Thì khi mà nó hiển thị lên thì các bạn chỉ cần chép cái Hydroxy này, các bạn cấu hình vô phần mềm là xong. Thì nói về cái phần mềm hỗ trợ nó, thì bây giờ dường như tất cả các phần mềm nó đều đã hỗ trợ Hydroxy này rồi. Đó là Hydroxy này, nó là chuẩn chung, nên là mình xài cho phần mềm nào cũng được, miễn sao phần mềm nó hỗ trợ Hydroxy là ok hết à. Đó. Thì trên cái giao diện này á, mình cũng có thể là reset từng bằng tay, nếu mình đổi mình muốn đổi bi cho bất kỳ cái đĩa cơm nào ha, hay là Hydroxy nào đó, thì mình chỉ cần nhấn vào mình reset là xong. Đây là cái mode đầu tiên, là cái mode tự động. Cái mode thứ hai mình muốn giới thiệu á, là cách đổi cái bi cho Hydroxy cho định kỳ. Thì thay vì anh em nuôi có một cái đồ si nó cái bi nó cố định thì mình nuôi được rất ít ạc, nhưng mà nếu mà nó đổi thường xuyên á, thì ví dụ như là một cái đồ si mà nó đổi 30 phút một lần đi ha, thì một ngày á, một cái đồ si nó sẽ cho ra tính 48 MB lận, nó rất là lớn, nên là anh em chỉ cần build khoảng 10 đến 20 đồ si thì một ngày nó cho ra rất là nhiều MB, và mình rất thuận lợi cho anh em nuôi hoặc là xe hoặc là gì đó, xe thì nó rất là tốt luôn. Thì mình chỉ cần cấu hình cái thời gian mà lập lịch để cho nó đổi pin ở chỗ này, rồi mình có thể xem trước được các
các thời gian mà nó chạy, mà nó là có chạy lần đó có thành công và thất bại hay không thì nó cũng hiển thị hết cho đây, rất là dễ sử dụng. Đồng thời thì mình cũng giới thiệu luôn những cái tính năng reset API, cũng như là các API để tích hợp cho các phần mềm khác. Thì chắc là tương lai các anh em bên phần mềm của Facebook hay cũng sẽ tích hợp vào, thì nó cũng tiện hơn đối với những cái tính năng như xe sau một lượt mà anh em chạy xe xong á, muốn đổi API á, thì phần mềm nó phải chủ động nó kết nối vô cái hệ thống này và nó sẽ đổi API. Thì hệ thống mình nó dường như đã hỗ trợ hết tất cả rồi, thì chỉ mong là anh em coi nó có, nếu mà nó thuận lợi và nó phù hợp với công việc của mình thì anh em ủng hộ để cho team nó ngày phát triển, cũng như là tụi mình xây dựng những tính năng hay hơn để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn.